Vật tư Lan Nguyễn xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Các anh các chị mà chơi cây cảnh thủy canh thì đã biết chăm cây thủy canh chưa ạ? Ở đây thì bên em có cái dung dịch chăm cây thủy canh. Các anh các chị khi mà chơi cây thủy canh sẽ rất là nhàn luôn nhé. Việc cần làm của các anh các chị là mỗi tuần là sẽ cho cây ăn một lần, các anh các chị nhé, rất là dễ dàng. Dung dịch dành cho cây thủy canh thì nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cho cái bộ rễ của cây thủy canh nó được khỏe, mọc nhanh và nó không bị thối nhũn, các anh các chị nhé. Thích hợp cho hoa và cây kiểng nữa, khi mà các anh các chị mà muốn cho cây hoa hoặc cây cảnh của chúng ta ăn cái dinh dưỡng này thì có thể là nhỏ chung quanh chậu cây là xong, là tưới nước ra là ok nhé. Dung dịch thủy canh thì nó đã chứa đầy đủ cái dinh dưỡng để cho cây phát triển xanh tốt và đẹp, các anh các chị nhé. Cách dùng thì vô cùng là đơn giản. Các anh các chị mở cái lắp ra và giỏ 10 giọt trên 1 lít nước, các anh các chị nhé. Với những cái bình to thì các anh các chị cứ 10 giọt trên 1 lít nước, 3 bình thì là 30 giọt. Ví dụ như là như thế. Bình nhà em thì nhỏ thôi, em thường dùng 1,5 lít thôi. Thế là rất là dễ dàng và cứ một tuần, có khi gần cạn em mới lại cho thêm cả một vỉ như này. Em sẽ bán cả một vỉ như này các anh các chị nhé. Một vỉ nó sẽ là 5 ống, sẽ là 50.000 đồng cộng với 25.000 tiền ship thì sẽ là 75.000. Các anh các chị mà lấy 2 vỉ tức là 10 ống thì sẽ là 100.000 đồng cộng 25.000 tiền ship sẽ là 125.000. Và 3 vỉ bên em sẽ bao ship, các anh các chị thanh toán là 150.000 các anh các chị nhé. Với các anh các chị mà làm văn phòng chơi cây thủy canh thì mỗi các anh các chị chỉ cần một ống này thôi là có thể dùng được cả năm rồi nhé. Bởi vì là nó rất là tiết kiệm, dùng tính giọt mà. Vừa rồi thì em có một khách hàng mua cái này và có phô rằng đây là một mình em đứng ra mua thôi, chứ còn mua cho tất cả các anh các chị em văn phòng gửi mỗi người một ống đấy ạ. Và mọi người biết không, bạn ấy lấy tận 15 vỉ cơ. Tiện mỗi người lấy 1-2 ống về chăm cả cây phát tài ở trên ban nhà mình nữa. Thế thì nó rất là rẻ các anh các chị nhé. Khi mà sử dụng lấy cùng với nhau như này nó rất là rẻ. Và 3 vỉ như thế này, 3 vỉ tức là 15 ống như này là 150.000, bên em bao ship. Một video ngắn thì vật tư Lan Nguyễn vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái dung dịch chăm cây thủy canh, cây bán thủy canh. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi hết video. Ai chưa đăng ký kênh đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho vật tư Lan Nguyễn nhé. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau. Điện thoại liên hệ thì em gắn góc trái màn hình các anh các chị nhé.